Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Yeah! Nếu đây là lần đầu tiên mọi người xem video thì đừng quên tặng mình một nút subscribe để cùng xem nhiều hơn về cuộc sống của mình tại Viên Chăn Lan. Từ trước đến nay có rất nhiều bạn hỏi mình là ủa tại sao không đi những nước khác mà lại đi Lào? Thì cơ bản là tại vì không có tiền đó. Người ta thì đi học, còn tôi đi làm kiếm tiền nha. Hôm nay thì mình sẽ dắt mọi người đi làm cùng với mình nha. Thì thật ra ở những cơ quan nó sẽ thường chia làm hai bộ phận chính, bộ phận back office và front office. Thì back office đơn giản chỉ là bộ phận ở sau hỗ trợ cho bộ phận front office. Còn bộ phận front office thì đó là những bộ phận ví dụ như kinh doanh, trực tiếp gặp mặt khách hàng. Đó là những bộ phận mà tạo ra doanh thu chính cho ngân hàng. Còn tụi mình chỉ giống như là ở đằng sau hỗ trợ cho người ta thôi. À, nói chuyện dông dài dòng vậy là nhằm mục đích giải thích là tại sao ở đầu video mình được mặc đồ thoải mái đi làm mà không phải mặc đồng phục giống như những bạn banker khác. Là tại vì người ta phải gặp mặt khách hàng, cho nên người ta là bộ mặt của khách hàng, cho nên người ta phải lịch sự hơn. Còn tụi mình thì kiểu đâu có ai thấy mặt đâu, chủ yếu là hiệu quả công việc, cho nên thích mặc gì thì mặc thôi à. Hi hi, mà cái này thì đặc thù của tùy ngân hàng nha. Có nhiều ngân hàng thì bộ phận back vẫn phải mặc đồng phục như bình thường. Kể ra là về chiều thiệt yên bình luôn á mọi người, hít hà. Ở Lào bấy lâu thì có một vấn đề mà tôi cần phải đề cập đến, đó là về nhà mạng. Nhà mạng phổ biến nhất đến thời điểm hiện tại là Unitel đó mọi người. Nhưng mà tôi đang xài hai nhà mạng song song, đó là Unitel và ETL luôn. Kể ra có cả Lào Telecom cũng ok lắm nè, còn hai nhà mạng còn lại như trên hình tôi không biết. Cá nhân mình thì đang dùng mạng 4G của ETL và dùng sim gọi của Unitel đó mọi người. Ở đây nó phải phân ra hai loại sim như vậy hay sao á? Thì tại vì là mình đã từng thử dụng cả sim gọi của Unitel và đăng ký mạng, nhưng mà dung lượng nó không đủ một xíu nào luôn. Trời ơi, thật sự. Và số điện thoại ở bên này thì thông thường là 8 số và mọi người sẽ thêm đầu số 020 vào. Nếu như những bạn mà dùng số Việt Nam để gọi thì nên bấm cộng 85620, sau đó nhập số điện thoại vào để gọi nha. Hồi đầu mới sang mình cũng bị trục trặc về cái vấn đề này á, tại vì không gọi điện về cho người thân, trời ơi khóc quá trời quá đất luôn. Lúc sang Lào á, ban đầu ai cũng bị hụt hẫng hết trơn á, tại vì thứ nhất là mọi người sẽ phải tập làm tất cả mọi thứ một mình. Thứ hai là mọi người phải sống chung với những người mà chưa chắc mọi người đã phải hợp tính, nhưng mà vẫn phải cố gắng để mà hòa nhập. Không chỉ riêng Lào đâu, mà dù đi bất cứ đất nước nào thì mọi người cũng sẽ gặp cảnh như vậy thôi à. Và đặc biệt là khi mọi người sống xa nhà, đâu phải là cứ có vấn đề gì là chạy về với ba mẹ đâu, hoặc là đi một chuyến xe là về gặp ba mẹ được đâu. Mà dù có gặp vấn đề gì cũng phải cố gắng tìm giải pháp để mà vượt qua mọi khó khăn, thì lúc đó mình mới mạnh mẽ hơn đó mọi người. À, có một điều mình thấy Lào không giống Việt Nam, đó là không có Grab. Mọi người biết vì sao không? Tại vì ở Lào người ta đi ô tô là phổ biến, cho nên là đa phần mỗi nhà đều có một chiếc ô tô rồi. Cho nên là người ta không cần thiết mà phải đi Grab nữa. Thậm chí taxi bên này mình thấy người ta cũng ít đi lắm mọi người, chủ yếu là du khách thôi. Và người ta đi phương tiện là túc túc. Chào. Biết rồi. À, nhớ không? Đi đây. Hôm trước thì mình có mua thịt luộc ở D-Max. Bây giờ chắc là mình sẽ luộc nó cuốn bánh tráng. Cái này có giá là 20.000 kiếp, là khoảng 40.000 Việt Nam đồng cái miếng này á mọi người. Bây giờ mình sẽ rã đông và luộc thôi. Đó, coi nè, có con. Sao? Ăn hả? Ăn không? Con đói hả? Ăn. Ủa, kêu gào khản cổ. Rít. Rít ơi. Và đó là bộ này của mình. Vậy thì bộ này của các bạn ra sao thì hãy cùng comment cho mình biết đi nha.